giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức toàn thế giới đoàn kết lại. Thế kỷ này vang tiếng gọi của Lenin. Moscow, mùa xuân năm 1919. Lenin phát biểu tại Đại hội thành lập quốc tế thứ ba Quốc tế Cộng sản. Khắp thế giới bắt đầu bước ngoặt tiến vào đấu tranh cách mạng. Ngày nay, những người công nhân trung thành với sự nghiệp đánh đổ ách thống trị của tư bản tự gọi là những người cộng sản. Trên khắp thế giới, liên minh của những người cộng sản đang phát triển. Quốc tế Cộng sản thứ nhất do các Marx sáng lập đã đặt nền móng cho cả một phong trào rộng lớn ngày nay. Quốc tế thứ hai đã đẩy tới phong trào chung lên một bước mới trưởng thành. Quốc tế thứ ba do Lenin sáng lập được ghi nhớ đời đời trong lịch sử đấu tranh của giai cấp công nhân thế giới và của tất cả các dân tộc bị áp bức. Quốc tế thứ ba ra đời trong cao trào đấu tranh cách mạng của quần chúng công nhân các nước đã bừng tỉnh sau những năm máu lửa chiến tranh thế giới thứ nhất, lại được đón nhận ngay ảnh hưởng sâu sắc và chói lọi của cách mạng tháng 10. Dưới sự lãnh đạo của những đội tiên phong cách mạng dứt khoát đứng trong hàng ngũ quốc tế thứ ba, quần chúng rộng rãi nhất xông lên những trận đấu tranh quyết liệt giành cơm áo, tự do, quyền sống, bất chấp đàn áp, khủng bố, tù đày. Điều đó xảy ra đầu những năm 20 tại Berlin, tại Hamburg. Điều đó cũng xảy ra tại New York, tại Chicago, tại Philadelphia. Cũng vào đầu những năm 1920, châu Á hướng về Lenin, hướng về quốc tế thứ ba. Đây, một trong những cuộc đấu tranh công nhân ở Thượng Hải và các thành phố lớn Trung Hoa dẫn tới việc thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc với một trong những người sáng lập Lý Đại Chiêu có cương lĩnh ban đầu chính xác. Do cao trào quần chúng cách mạng Trung Quốc có thiện cảm với cách mạng tháng 10 thúc đẩy, chính phủ cách mạng Trung Quốc do Tôn Giật Tiên đứng đầu được thành lập ở Quảng Châu đã mời cố vấn Liên Xô sang giúp cách mạng dân tộc dân chủ Trung Quốc. Tôn Giật Tiên tuyên bố: cách mạng ngày nay mà không học tập nước Nga thì không thể thành công được. Tôn Giật Tiên bày tỏ mong muốn đi Nga gặp Lenin. Một người yêu nước châu Á khác cũng muốn sang Nga gặp Lenin. Người yêu nước châu Á đó trưởng thành trong phong trào yêu nước và phong trào đấu tranh công nhân sôi sục dưới trời Tây Âu, đã tiếp thu truyền thống quốc tế chủ nghĩa tại quê hương công xã Paris. Đó là đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Tại ngôi nhà này, số 9 ngõ Công Quang, Paris, người thanh niên Việt Nam tìm đường cứu nước Nguyễn Ái Quốc đã khám phá ra con đường đi của dân tộc Việt Nam, của tất cả các dân tộc bị áp bức, qua bản luận cương về các vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lenin. Từ Paris, thành phố của một lần lóe sáng, Nguyễn Ái Quốc đến thẳng với nguồn chân lý, đến với Lenin. Berlin, năm 1923. Nguyễn Ái Quốc đã tận mắt chứng kiến những đảo lộn này của một đất nước kiệt quệ sau chiến tranh. Giấy thị thực quá cảnh do giám đốc cảnh sát Đức cấp cho Nguyễn Ái Quốc từ 18 tháng 6 đến 27 tháng 6 năm 1923. Năm tháng sau, bản báo cáo này của mật thám Pháp còn tâu với bộ thuộc địa Pháp:
Chúng tôi đang tiếp tục truy lùng Nguyễn Ái Quốc ở miền Sa Voa Thượng, phía đông nước Pháp. Tòa nhà Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết Nga số 7, đường Unter den Linden, Berlin. Giấy phép thông hành số 1829 cấp cho Nguyễn Ái Quốc đi vào nước Nga dưới bí danh Trần Vương. Chen Van, tiếng Pháp, làm nghề nhiếp ảnh. Tấm ảnh dán trên giấy phép thông hành: Nguyễn Ái Quốc, năm 33 tuổi. Giấy phép thông hành cấp ngày 16 tháng 6 năm 1923. 12 năm trước, từ bến Nhà Rồng, người xuống tàu Latustrevin đi tìm đường cứu nước. Từ cảng Hamburg này trên biển Bắc, người đến với Nga. Con tàu Xô Viết mang tên Các Lít Lít đưa người con ưu tú nhất của nhân dân Việt Nam đến với quê hương cách mạng tháng 10. Người bạn Xô Viết đầu tiên là thuyền trưởng Antonov. Tòa nhà bộ thuộc địa Pháp ở Paris, nơi đây tên bộ trưởng Saro đã từng trực tiếp cảnh cáo người: nước Pháp sẽ bẻ cổ bất cứ kẻ nào từ Paris đến Moscow. Giờ đây, quan sơn muôn dặm một nhà, bốn phương vô sản đều là anh em. 5 năm trước đó, một người Việt Nam khác đã được đón chào cách mạng tháng 10 ở cảng Odessa. Đó là người lính thủy làm binh biến ở Hắc Hải trên chiến hạm Pháp Vendée Rousseau này, đồng chí Tôn Đức Thắng. Tàu Các Lít Lít đưa Nguyễn Ái Quốc qua biển Bắc vào biển Baltic. Cặp mắt Việt Nam đầu tiên khám phá đất nước LeNin. Vui nào bằng đến với xứ sở của niềm tin. Từ giờ phút này bắt nguồn tình sâu nghĩa nặng giữa nhân dân hai nước anh em Việt Nam, Liên Xô cùng gắn bó với LeNin vĩ đại. Hải đăng của Petrograd, hải đăng của quê hương cách mạng tháng 10, thành phố ngày nay mang tên LeNin. Ống kính quay phim của chúng tôi hôm nay lần theo con đường tàu biển năm xưa đã đưa Nguyễn Ái Quốc tiến vào bến cảng, đến với một thế giới mới với ước mong tha thiết được gặp LeNin. Đã cập bến nơi đây, bến số 7 cảng Petrograd. Đồn công an biên phòng hỏi Nguyễn Ái Quốc: đồng chí đến nước Nga có việc gì? Người đã trả lời: để gặp đồng chí LeNin. 30 tháng 6 năm 1923, dấu thị thực nhập cảnh ngày người tới Petrograd. Hình ảnh đồng chí Nguyễn Ái Quốc những ngày đầu tiên đến Petrograd. Khí thế tháng 10 còn đang sôi sục. Đất nước vừa ra khỏi chiến tranh và nội chiến, cuộc sống còn đạm bạc nhưng tự hào biết bao nhiêu.
Nguyễn ái quốc đến Petrograd vào những ngày tươi đẹp nhất trong một năm, khi nắng hè rực rỡ rát vàng lên những lâu đài nguy nga và tượng đài tráng lệ. Đã sống những đêm trắng nổi tiếng của Petrograd, và phân hồn thơ lớn ấy đã rung động như thế nào trước vẻ huyền ảo của những đêm hè phương Bắc. Là vị lãnh tụ sau này lãnh đạo nhân dân Việt Nam làm cách mạng tháng 8 thành công đã xúc động, đã suy tư và đã ước mơ nhiều. Trước con tàu rạc đông, báo hiệu rạc đông của một kỷ nguyên mới. Điện mùa đông, nơi đây đã từng chứng kiến tinh thần tiến công táo bạo xông lên của quần chúng vào giờ quyết định. Trước lâu đài Smolny, chiếc nôi chính quyền Xô Viết gắn liền với trí tuệ thiên tài của LeNin, từ đây người đã sáng tạo thế giới mới. Hồ sơ tài liệu của thành phố LeNin còn ghi lại, năm 1923, đồng chí Nguyễn Ái Quốc ở tại khách sạn này, khách sạn Astoria nhìn ra sông Neva. Sau một thời gian ngắn ở Petrograd, đồng chí Nguyễn Ái Quốc được mời về Moscow, thủ đô của đất nước Xô Viết, làm việc với Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản. Về Moscow là càng gần hy vọng được gặp Lenin. Đây, Moscow, thủ đô của cách mạng xã hội chủ nghĩa, trung tâm của thế giới mới. Lần đầu tiên đồng chí Nguyễn Ái Quốc đến với thành phố này, xiết bao thân yêu đối với người. Số nhà 10-12 đường Tverskaya là khách sạn Ritz dành riêng cho cán bộ từ mọi phương trời đến làm việc tại Quốc tế Cộng sản. Đồng chí Dalin đã từng sống chung với đồng chí Nguyễn Ái Quốc trong ngôi nhà này, trả lời phỏng vấn của chúng tôi. Lúc одной из лучших гостиниц в городе Зеленой Москве, на улице Мастерской улице. Lúc là một trong những khách sạn tốt nhất của Moscow trước cách mạng tháng 10. Sau cách mạng, khách sạn này trở thành nhà ở tập thể của Quốc tế Cộng sản. Các cán bộ của Quốc tế Cộng sản, các lãnh tụ giai cấp công nhân nhiều nước từng sống ở đây. Сотрудники Коминтерна жили здесь, вожди рабочего класса многих стран. Tôi nhớ rõ các đồng chí Dimitrov, Pogliatti, Hồ Chí Minh đã ở đây. Đồng chí Hồ Chí Minh ở tầng 3, cùng tầng với đồng chí Sen Katayama. Я там жил. Tôi cũng ở tầng gác này, vì thế tôi nhớ rõ hình ảnh kính mến của đồng chí Hồ Chí Minh mà tôi được gặp hàng ngày.
Khách sạn Central Nui trước đây là khách sạn Lux. Tầng gác thứ ba. Cả tầng gác có chung một gian bếp. Người cũng như mọi người, hàng ngày xách ấm tự đun lấy nước ở đây đem về buồng uống. Buồng 311. Đây là buồng đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã ở trong thời gian sống và làm việc lần thứ nhất ở Moscow. Người đã làm việc thâu đêm. Người đã hoàn thành những chương cuối cùng của cuốn Bản án chế độ thực dân Pháp gửi đi Paris xuất bản. Từ Moscow, trái tim cộng sản ấy càng thương nhớ tổ quốc Việt Nam, càng xót xa nghĩ đến đồng bào trong nước, bà con nông dân lam lũ, anh em thợ bị bóc lột đến xương tủy. Biết bao nhiêu thanh niên ta buộc phải cầm súng cho đế quốc đàn áp đồng bào mình. Năm 1923 là năm thứ bảy của triều vua Khải Định. Tên vua bán nước hôi tanh, tận tùy phục vụ công cuộc gia tăng bóc lột thuộc địa của đế quốc Pháp ở nước ta vào những năm 20 sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Thực dân Pháp ở Việt Nam vào những năm đó càng thẳng tay đàn áp đẫm máu những cuộc nổi dậy yêu nước cuối cùng do các tầng lớp nhân sĩ và trí thức phong kiến lãnh đạo. Bất chấp khủng bố, tra tấn, tù đầy, phong trào yêu nước Việt Nam không bao giờ tắt. Nhưng làm thế nào từ tay không vùng lên mà đánh đổ được bọn thực dân xâm lược đang duy trì ách thống trị của chúng bằng bạo lực quân sự? Câu hỏi bức thiết đó đang được đặt ra cho cách mạng Việt Nam. Câu hỏi bức thiết đó đang đặt ra cho tất cả các dân tộc bị áp bức. Dùng người thuộc địa giết người thuộc địa là chính sách cổ truyền chia để trị của thực dân đế quốc. Nguyễn Ái Quốc không chỉ nghĩ đến Việt Nam mà nghĩ đến tất cả những người cùng khổ dưới mọi phương trời. Bức ảnh người da đen này đăng trong một bài báo do Nguyễn Ái Quốc viết, in trên họa báo Thế Giới. Đầu đề lên án thực dân, văn minh kẻ cướp. Bài báo Nô lệ và nền văn minh kêu gọi đánh đổ thực dân đế quốc. Nguyễn Ái Quốc biểu dương những cuộc khởi nghĩa đang ngùn ngụt lửa của nhân dân Maroc. Tác giả những bài báo này càng mong gặp LeNin. Bao nhiêu điều cần được người soi sáng thêm về các vấn đề dân tộc và thuộc địa. Nhưng LeNin lúc đó không ở Moscow. Người đang dưỡng bệnh ở làng Gorky cùng với tất cả những người cộng sản và nhân dân lao động trên toàn thế giới
đồng chí Nguyễn Ái Quốc chăm chú từng ngày theo dõi sức khỏe của người thầy và lãnh tụ. Mừng xiết bao khi thấy bức ảnh này, LeNin đi dạo trong vườn ở làng Gorky. Mùa thu năm 1923, xen trong mỗi trái tim lo âu lẫn niềm hy vọng về sức khỏe của người, LeNin đã bình phục rồi chăng? Ta thấy LeNin về Moscow lần đầu tiên, người trở lại điện Kremlin sau khi ốm nặng. Sự kiện đó làm cho cả Moscow, cả đất nước Liên Xô cùng toàn thể phong trào cách mạng thế giới vui mừng. Ngay sau đó, LeNin lại phải trở về với bàn làm việc này ở làng Gorky. Với điện thoại này, người liên hệ với thế giới bên ngoài. Liên Xô năm 1924 ưu tiên bánh mì cho trẻ em. Tàn phá chiến tranh chưa dọn hết, nhân dân lao động gian khổ trên những đống đổ nát. Bữa ăn công trường là nồi súp loãng. Chủ nghĩa xã hội bắt đầu từ chỗ dập bê tông bằng chân như thế này đây. Như thế này đây, nước Nga Xô Viết mở đường đi tới tương lai. Là người yêu thích trẻ nhỏ, Nguyễn Ái Quốc rất chú ý vấn đề nhi đồng. Người nói ngay từ ngày đó, nếu nước Nga chưa phải là thiên đường cho tất cả mọi người, thì nước Nga đã là thiên đường cho trẻ em. Ở đây, mọi người ra sức học tập nghiên cứu để tiến bộ, ở đâu cũng là lớp học. Và Nguyễn Ái Quốc nhận xét, đấy là một chế độ rất hay. Chính ở nông thôn bao la, mang nặng tàn dư của nước Nga xưa, với những nông trang tập thể đầu tiên, cuộc sống có nhiều thay đổi. Điện về nông thôn thời đó còn là chuyện lạ. Bức ảnh này chụp tại làng Matrikha, tỉnh Poltava, làng quê đầu tiên có điện về. Và bức ảnh này chụp nhân dân làng Matrikha đón đoàn đại biểu quốc tế cộng sản về thăm. Tay cầm bức ảnh đó, cụ Grigory làng Matrikha phát biểu. До нас у Матюхе з В'єтнаму прибула делегація, на чолі якої Хо Ши Мін. Значить, людей тут у Матюхе зійшлося дуже багато. Đầu năm 1924, có một đoàn đại biểu quốc tế cộng sản do đồng chí Hồ Chí Minh dẫn đầu về thăm làng Matrikha chúng tôi. Люди були плохо повдівані. Інтересувалися почути. Dân làng tôi ra đón đông lắm. Trong ảnh tôi đứng chỗ này đây. Hôm đó trời rét lắm. Mọi người chăm chú đứng nghe các đại biểu quốc tế cộng sản nói về những điều các đồng chí đã thấy và học được trong đời sống nhân dân Xô Viết. Đây là thời kỳ sau chiến tranh và nội chiến, đất nước bị tàn phá, thiếu thốn trăm bề. Làng chúng tôi còn bùn lầy nước đọng, nhân dân quần áo chưa lành, cái ăn chưa đủ. Công việc đồng áng chủ yếu làm bằng tay rất vất vả. Đồng chí Hồ Chí Minh nói trước dân làng chúng tôi rằng khôi phục kinh tế sau chiến tranh không phải là công việc một sớm một chiều. Đồng chí tin rằng bằng sức lao động dũng cảm của mình, nhân dân Matrikha và toàn quốc nhất định sẽ xây dựng một cuộc sống ấm no hạnh phúc, một nước xã hội chủ nghĩa giàu mạnh tươi đẹp, và sẽ trở thành tấm gương sáng cho các dân tộc. Вимог було із селян.
Lui воно отіся їхні делегації, вони запевняли, що це все буде. Và đúng như thế thật. Ngày nay ở làng chúng tôi, những người lao động sống sung túc hơn xưa nhiều lắm. Câu lạc bộ làng Matrika có góc triển lãm nhỏ về Việt Nam. Trước mắt chúng ta là tòa nhà 4 tầng trụ sở quốc tế cộng sản. Đứng trước tòa nhà hôm nay, cụ Golubeva Vasilevna kể lại với chúng ta. Ngôi nhà này, cạnh chỗ chúng ta đứng đây, là một ngôi nhà lịch sử. Trong khoảng 15 năm, Ban chấp hành Quốc tế Cộng sản đặt trụ sở tại đây. Rất nhiều nhà lãnh đạo các đảng Cộng sản toàn thế giới đã làm việc tại đây. Там находился зал, который назывался Красный зал. В этом trên tầng 3 có phòng đỏ, là нơi họp các cơ quan lãnh đạo quốc tế cộng sản như ban chấp hành, đoàn chủ tịch, ban bí thư. С товарищем Хо Чи Мином мне пришлось работать не очень долго. Tôi cũng đã có dịp làm việc với đồng chí Hồ Chí Minh tại đây. Đồng chí công tác ở Bộ Phương Đông Quốc tế Cộng sản và Ban Bí thư, chỗ đồng chí Manuinsky. Lúc đó, tôi là thư ký của đồng chí Manuinsky. Я была секретарем Мануильского. Мне приходилось передавать по поручению Мануильского. Theo chỉ thị của đồng chí Manuinsky, tôi đã chuyển đến đồng chí Hồ Chí Minh nhiều kế hoạch công tác quan trọng. От этих встреч у меня осталось воспоминание, очень хорошее воспоминание о товарище Хо Чи Мине. Он был... Насколько вот сейчас я вспоминаю, внешний облик его, он был среднего роста. Tôi nhớ mãi đồng chí Hồ Chí Minh лúc đó, người tầm thước, mảnh khảnh, công tác tận tụy, làm việc có tổ chức, kỷ luật, một con người rất có văn hóa, thông minh và có rất nhiều nghị lực. Умные и добрые глаза у него были. Không xa Kremlin, cạnh tháp Kutafia này là tòa nhà trụ sở quốc tế cộng sản. Chúng ta hãy vào thăm bên trong tòa nhà lịch sử, lần theo những dãy hành lang tịch mịch mà xưa kia đồng chí Nguyễn Ái Quốc hàng ngày vẫn đi qua. Phòng 407 này là nơi lưu trữ hồ sơ của quốc tế cộng sản, trong đó giữ gìn nguyên vẹn nhiều báo cáo quan trọng của đồng chí Nguyễn Ái Quốc và nhiều tài liệu về hoạt động của người. Tại căn buồng này, Nguyễn Ái Quốc đã làm việc, góp phần trí tuệ của mình vào phong trào chung, và tại trung tâm đầu não của phong trào đã có điều kiện tiếp thu tự nguồn tươi trong của nó, tư tưởng Lenin vĩ đại. Đầu năm 1924, nhà báo Smith đã viết bài bên trong trụ sở quốc tế cộng sản và chụp những bức ảnh này, văn phòng đại diện Đảng Cộng sản Anh và Mỹ. Ban biên tập tập san thư tín quốc tế của quốc tế cộng sản mà Nguyễn Ái Quốc là người cộng tác. Ảnh đồng chí Nguyễn Ái Quốc làm việc tại phòng này. Bên cạnh người là đồng chí Trung Quốc Trương Thái Lôi, người lãnh đạo công xã Quảng Châu và hy sinh tại đó sau này. Và đồng chí Sen Katayama, người sáng lập Đảng Cộng sản Nhật Bản. Công việc ở quốc tế cộng sản thắt chặt tình thân của những người đồng chí chiến đấu, nâng cao tầm nhìn chiến lược, rèn giũa tư duy khoa học và sáng tạo.
Trực thuộc Ban chấp hành Quốc tế Cộng sản có trường Đại học Cộng sản của Nhân dân Lao động Phương Đông do LeNin sáng lập. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc từng viết về trường đại học chưa từng có đó. Mặc dù phải đương đầu với biết bao nhiêu khó khăn trong nước và ngoài nước, nước Nga cách mạng không hề một phút do dự trong việc giúp đỡ các dân tộc bị áp bức, mà nó đã thức tỉnh bằng cuộc cách mạng anh dũng và thắng lợi. Một trong những việc làm đầu tiên của nó là thành lập trường Đại học Phương Đông. Thanh niên 62 chủng tộc khác nhau cùng thân mật sát cánh bên nhau, thiết tha học hỏi. Có thể nói, trường Đại học Phương Đông ôm ấp dưới mái trường của nó tương lai của các dân tộc thuộc địa. Đây là đoạn phim tư liệu thời đó, ghi lại một cuộc meeting tại trường này. Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 3 ngày thành lập trường, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã dự cuộc meeting ở trường Đại học Phương Đông. Ngày nay, người là ngôi sao sáng chỉ đường cho chúng ta đi tới cuộc cách mạng xã hội. Lenin bất diệt sẽ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Viện Bảo tàng Lenin khắc sâu bài báo và tình cảm đó của người. Báo Người Cùng Khổ, một tiếng nói chung đầu tiên của thế giới thứ ba, đăng bài của Nguyễn Ái Quốc từ Moscow gửi về: Lenin đã mất. Nguyễn Ái Quốc viết trên báo tiếng còi bài Lenin và Phương Đông. Người viết: đối với tất cả các dân tộc bị áp bức và bị nô dịch, Lenin đã thể hiện một bước ngoặt trong lịch sử đau khổ của cuộc đời nô lệ của họ, đã tượng trưng cho một tương lai mới sáng lạn. Tạp chí Đỏ đăng bài về Lenin ký tên Nguyễn Ái Quốc. Nguyễn Ái Quốc đã sống như mình viết. Báo Liên Xô, báo chí quốc tế nửa đầu năm 1924, đăng hàng loạt bài của Nguyễn Ái Quốc, chứng tỏ một sức làm việc phi thường, một hoạt động tư duy mãnh liệt. Ngay từ ngày đó, người đã nhìn thấy vấn đề Đông Dương và Thái Bình Dương. Chủ nghĩa đế quốc Pháp dám làm những gì? Trả lời: chủ nghĩa thực dân Pháp nhất định phá sản. Người đề cập vấn đề những cái tốt đẹp của nền văn minh Pháp. Người bắt đầu quan tâm nghiên cứu một vấn đề mới: các nước đế quốc và Trung Quốc. Công cuộc khai hóa giết người, bài báo vạch mặt đế quốc đến hôm nay còn nóng hổi tính thời sự. Đập thẳng vào mặt những kẻ đang la lối nhân quyền, người viết bài Thống chế Liêu Tây và bản tuyên ngôn nhân quyền. Tiến công vào chủ nghĩa thực dân, Nguyễn Ái Quốc khẳng định chủ nghĩa thực dân bị lên án. Người lớn tiếng tố cáo hành hình kiểu Liên Xô của nền văn minh nhân quyền Mỹ. Bức ảnh này đăng cùng với bài báo nổi tiếng hành hình kiểu Liên Xô. Bức ảnh với chú thích: cảnh này xảy ra năm 1923. Đầu đề bài báo: chủ nghĩa nhân đạo Mỹ là như thế đó. Một bức ảnh nữa trong bài báo: ở Mỹ có một tự do ngược đãi người da đen. Một tài liệu nữa, Nguyễn Ái Quốc bênh vực chủng tộc da đen. Hồ sơ lưu trữ của Quốc tế Cộng sản còn giữ lại cho chúng ta tập bản thảo quý giá này của Nguyễn Ái Quốc, Đông Dương, với các chương. Địa lý, lịch sử, đời sống kinh tế, tâm lý thực dân, tập đoàn kẻ cướp. Cuốn sách Trung Quốc và Thanh niên Trung Quốc do Nguyễn Ái Quốc chủ biên, với sự cộng tác của các sinh viên Trung Quốc học tại trường Đại học Phương Đông. Những tài liệu trên chúng tôi đã tìm thấy trong tòa nhà này, Viện Nghiên cứu Mác Lênin,
trực thuộc Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô. Đồng chí Viện trưởng Egorov đã nói chuyện với chúng tôi. Работах товарища Хошимина, написанных в это время, последовательно проводил. Trong các tác phẩm của mình, đồng chí Hồ Chí Minh đã bảo vệ triệt để quan điểm Mác Lênin về vấn đề giải phóng dân tộc. Những tác phẩm đó có ý nghĩa to lớn đối với việc tổ chức đấu tranh của những người cộng sản ở các nước thuộc địa và phụ thuộc, là những bài học phong phú và là vũ khí sắc bén trong cuộc đấu tranh. Những tác phẩm đó góp phần xây dựng vai trò quan trọng của đồng chí Hồ Chí Minh là nhà hoạt động xuất sắc trong phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc. Đồng chí Hồ Chí Minh được sự yêu kính của toàn thể những người cộng sản và nhân dân Xô Viết, của toàn thể các chiến sĩ Marxist Leninist và những người tiến bộ trên toàn thế giới. Giấy mời số 56 này đề tên Ái Quốc. Đó là giấy mời đồng chí Nguyễn Ái Quốc tham dự lễ kỷ niệm ngày 1 tháng 5 năm 1924 tại Hồng Trường, Moscow. Đây là lễ kỷ niệm ngày 1 tháng 5 đầu tiên vắng Lenin. Giấy mời đồng chí Nguyễn Ái Quốc lên phát biểu trước cuộc meeting tại Hồng Trường từ 12 giờ đến 2 giờ trong ngày 1 tháng 5 biến đau thương thành sức mạnh đó. Biến đau thương thành sức mạnh, 200 triệu nhân dân Xô Viết kiên quyết tiến lên, đem lá cờ của Lenin đến đích thắng lợi cuối cùng. Biến đau thương thành sức mạnh, những người cộng sản dưới mọi phương trời siết chặt hàng ngũ dưới ngọn cờ Lenin vĩ đại. Nguyễn Ái Quốc ở Moscow vào năm 1924 đó, với mối cảm tình đặc biệt say mê tìm hiểu văn hóa Nga và đời sống Nga. Ngoài giờ làm việc, người thường đến thăm viện bảo tàng Prejudice. Người yêu thích những tác phẩm hiện thực miêu tả sâu sắc cuộc sống nhân dân. Phong cảnh thiên nhiên Nga. Tại triển lãm hội họa Đức tại Moscow năm 1924, trong tòa nhà này, họa sĩ Đức Johansson đã ký họa chân dung Nguyễn Ái Quốc khi người đến thăm triển lãm. Bức chân dung đó có chữ ký lưu niệm của người. Bài báo viết về Lev Tolstoy này của người cho biết Lev Tolstoy và văn học Nga đã để lại trong người một ấn tượng vô cùng sâu sắc. Nguyễn Ái Quốc đã đến dự Đại hội Quốc tế Phụ nữ năm 1924, họp tại nhà hát cách mạng, nay là nhà hát Mayakovsky, Moscow. Tại đây, người đã gặp và nói chuyện với đồng chí Krupskaya, vợ của Lenin. Trụ sở của Hội đồng Trung ương các Công đoàn Liên Xô, nơi họp Đại hội Quốc tế Thanh niên lần thứ tư. Thank you.
tấm thẻ đại biểu Đại hội Quốc tế Thanh niên lần thứ tư mang tên Nguyễn Ái Quốc. Đại biểu Đông Dương. Có thể từ trong không khí đại hội của tuổi trẻ cách mạng này, người đã nảy ra ý kiến ban đầu về tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội trong kế hoạch từng bước chuẩn bị thành lập một Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại hội Quốc tế Công hội lần thứ ba cũng họp trong tòa nhà này. Ngồi bên cạnh đồng chí Nhật Bản thân thiết Sen Kaitayama là đại biểu Nguyễn Ái Quốc. Đại hội thành lập Tổ chức Quốc tế Cứu tế đỏ nhằm mục đích thắt chặt đoàn kết quốc tế, đẩy mạnh ủng hộ lẫn nhau, bảo vệ phong trào chung. Chúng ta thấy tên Nguyễn Ái Quốc trên danh sách đại biểu của đại hội này. Một biểu tượng sâu xa của tình đoàn kết quốc tế vô sản, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Pháp do người chiến sĩ công xã Paris Quốc Cát dẫn đầu, đem lá cờ chiến đấu của công xã Paris, bảo vật của giai cấp vô sản Pháp, trao tặng nhân dân Moscow. Chúng ta được biết đồng chí Nguyễn Ái Quốc, đảng viên sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, có đi trong đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Pháp này. Xin trao gửi nhân dân của LeNin vĩ đại lá cờ cách mạng vô sản đầu tiên đã oanh liệt tung bay trong lịch sử. Tinh thần công xã Paris sống mãi trong sự nghiệp chiến thắng của cách mạng tháng 10. Những ngày này, nhân dân Moscow vô cùng phấn khởi, nồng nhiệt đón chào các đoàn đại biểu các đảng anh em đến dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 5. Một đại hội có tầm quan trọng đặc biệt, đưa phong trào cách mạng thế giới tiếp tục tiến lên, dương cao ngọn cờ Lenin mãi mãi. Đại hội họp tại Điện Kremlin cùng Andreev, đại biểu Nguyễn Ái Quốc đi vào hội trường. Phấn khởi trước sự lớn mạnh của phong trào chung mà người đã tham gia xây dựng từ những giờ đầu quyết định. Nguyễn Ái Quốc, đại biểu Đảng Cộng sản Pháp, tấm thẻ đại biểu Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 5. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc đọc tham luận. Trong tất cả các thuộc địa của Pháp, sự nổi dậy của nông dân bản xứ đã chín mùi. Họ đã vài lần nổi dậy, nhưng lần nào cũng bị dìm trong máu. Nếu hiện nay nông dân các thuộc địa hãy còn ở trong tình trạng tiêu cực, thì đó là vì họ còn thiếu tổ chức, thiếu người lãnh đạo. Quốc tế Cộng sản cần phải giúp đỡ họ tổ chức lại, cung cấp cán bộ lãnh đạo cho họ, hướng dẫn họ đi tới cách mạng giải phóng. Người đã trình bày bằng số liệu và chứng minh cụ thể tình cảnh nông dân Việt Nam, Lào, Campuchia và ở một số thuộc địa khác, châu Phi. Trong các đồn điền của đế quốc thực dân, đời sống cu li là một chế độ nô lệ kiểu mới. Tư bản chính quốc bóc lột dã man nhân công rẻ mạt, thẳng tay vơ vét tài nguyên, ra sức bòn rút lợi nhuận thuộc địa. Đứng vững trên lập trường công nhân, dựa vào những luận điểm chính xác của Lenin, Nguyễn Ái Quốc đã thẳng thắn phê bình một số đảng anh em chưa quan tâm đến vấn đề cách mạng thuộc địa. Những người cộng sản có thể nào thờ ơ được trước những cảnh này? Nạn bắt nô lệ người da đen, nạn buôn nô lệ người da đen. Nạn đói nghèo cùng khổ đầy rẫy, tràn lan trên một phần bao la của thế giới. Từ diễn đàn đại hội, Nguyễn Ái Quốc kêu gọi các đồng chí,
Vì chúng ta là học trò của Lenin, chúng ta phải tập trung sức mạnh và nghị lực vào vấn đề thuộc địa để thực hiện trên thực tế những lời giáo huấn của người. Đại hội đã đứng cả dậy hoan hô đồng chí Nguyễn Ái Quốc khi đồng chí rời diễn đàn trở về chỗ của mình. Nguyễn Ái Quốc ở Moscow vào năm 1924 đó, với mối cảm tình đặc biệt say mê tìm hiểu văn hóa Nga và đời sống Nga. Ngoài giờ làm việc, người thường đến thăm viện bảo tàng Prejudice. Người yêu thích những tác phẩm hiện thực miêu tả sâu sắc cuộc sống nhân dân. Phong cảnh thiên nhiên Nga. Tại triển lãm hội họa Đức tại Moscow năm 1924, trong tòa nhà này, họa sĩ Đức Johansson đã ký họa chân dung Nguyễn Ái Quốc khi người đến thăm triển lãm. Bức chân dung đó có chữ ký lưu niệm của người. Bài báo viết về Lev Tolstoy này của người cho biết Lev Tolstoy và văn học Nga đã để lại trong người một ấn tượng vô cùng sâu sắc. Nguyễn Ái Quốc đã đến dự Đại hội Quốc tế Phụ nữ năm 1924, họp tại nhà hát Cách mạng, nay là nhà hát Mayakovsky, Moscow. Tại đây, người đã gặp và nói chuyện với đồng chí Krupskaya, vợ của Lenin. Trụ sở của Hội đồng Trung ương các Công đoàn Liên Xô, nơi họp Đại hội Quốc tế Thanh niên lần thứ tư. Tấm thẻ đại biểu Đại hội Quốc tế Thanh niên lần thứ tư mang tên Nguyễn Ái Quốc. Đại biểu Đông Dương. Có thể từ trong không khí đại hội của tuổi trẻ cách mạng này, người đã nảy ra ý kiến ban đầu về tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội trong kế hoạch từng bước chuẩn bị thành lập một Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại hội Quốc tế Công hội lần thứ ba cũng họp trong tòa nhà này. Ngồi bên cạnh đồng chí Nhật Bản thân thiết Sen Kaitayama là đại biểu Nguyễn Ái Quốc. Đại hội thành lập tổ chức quốc tế Cứu tế đỏ nhằm mục đích thắt chặt đoàn kết quốc tế, đẩy mạnh ủng hộ lẫn nhau, bảo vệ phong trào chung. Chúng ta thấy tên Nguyễn Ái Quốc trên danh sách đại biểu của đại hội này. Một biểu tượng sâu xa của tình đoàn kết quốc tế vô sản, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Pháp do người chiến sĩ công xã Paris Quốc Cát dẫn đầu, đem lá cờ chiến đấu của công xã Paris, bảo vật của giai cấp vô sản Pháp, trao tặng nhân dân Moscow. Chúng ta được biết đồng chí Nguyễn Ái Quốc, đảng viên sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, có đi trong đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Pháp này. Xin trao gửi nhân dân của Lenin vĩ đại lá cờ cách mạng vô sản đầu tiên đã oanh liệt tung bay trong lịch sử.
tinh thần công giáo Paris sống mãi trong sự nghiệp chiến thắng của cách mạng tháng 10. Những ngày này, nhân dân Moscow vô cùng phấn khởi, nồng nhiệt đón chào các đoàn đại biểu các đảng anh em đến dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 5. Một đại hội có tầm quan trọng đặc biệt, đưa phong trào cách mạng thế giới tiếp tục tiến lên, dương cao ngọn cờ Lenin mãi mãi. Đại hội họp đại điện Kremlin cùng Andreev, đại biểu nước Ái Quốc đi vào hội trường. Phấn khởi trước sự lớn mạnh của phong trào chung mà người đã tham gia xây dựng từ những giờ đầu quyết định. Nguyễn Ái Quốc, đại biểu Đảng Cộng sản Pháp, tấm thẻ đại biểu Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 5. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc đọc tham luận. Trong tất cả các thuộc địa của Pháp, sự nổi dậy của nông dân bản xứ đã chín mùi. Họ đã vài lần nổi dậy, nhưng lần nào cũng bị dìm trong máu. Nếu hiện nay nông dân các thuộc địa hãy còn ở trong tình trạng tiêu cực, thì đó là vì họ còn thiếu tổ chức, thiếu người lãnh đạo. Quốc tế Cộng sản cần phải giúp đỡ họ tổ chức lại, cung cấp cán bộ lãnh đạo cho họ, hướng dẫn họ đi tới cách mạng giải phóng. Người đã trình bày bằng số liệu và chứng minh cụ thể tình cảnh nông dân Việt Nam, Lào, Campuchia và ở một số thuộc địa khác, châu Phi. Trong các đồn điền của đế quốc thực dân, đời sống cu li là một chế độ nô lệ kiểu mới. Tư bản chính quốc bóc lột dã man nhân công rẻ mạt, thẳng tay vơ vét tài nguyên, ra sức bòn rút lợi nhuận thuộc địa. Đứng vững trên lập trường công nhân, dựa vào những luận điểm chính xác của Lenin, Nguyễn Ái Quốc đã thẳng thắn phê bình một số đảng anh em chưa quan tâm đến vấn đề cách mạng thuộc địa. Những người cộng sản có thể nào thờ ơ được trước những cảnh này? Nạn bắt nô lệ người da đen, nạn buôn nô lệ người da đen. Nạn đói nghèo cùng khổ đầy rẫy, tràn lan trên một phần bao la của thế giới. Từ diễn đàn đại hội, Nguyễn Ái Quốc kêu gọi: các đồng chí, vì chúng ta là học trò của Lenin, chúng ta phải tập trung sức mạnh và nghị lực vào vấn đề thuộc địa để thực hiện trên thực tế những lời giáo huấn của người. Đại hội đã đứng cả dậy hoan hô đồng chí Nguyễn Ái Quốc khi đồng chí rời diễn đàn trở về chỗ của mình. Nguyễn Ái Quốc, hợp điểm tự nhiên của cách mạng vô sản và cách mạng dân tộc giải phóng. Người là một học trò khiêm tốn của Lenin. Ngay từ ngày đó, người chiến sĩ ấy đã chan hòa trong tình đoàn kết quốc tế trong sáng. Trong đại hội, người chụp ảnh chung với các đồng chí điệp khắc. Người chụp ảnh chung với các chiến sĩ kiên cường đảng của Telemann. Người chụp ảnh chung với các đồng chí cộng sản Hungary đã lãnh đạo Xô Viết ở Budapest năm 1919. Giấy mời Nguyễn Ái Quốc đến dự cuộc họp đoàn chủ tịch mở rộng của Quốc tế Cộng sản sau đại hội. Báo Công nhân Liên Xô mời đại biểu Nguyễn Ái Quốc đến thăm tòa soạn của mình. Họa sĩ của tờ báo Công nhân đã ghi ký họa chân dung Nguyễn Ái Quốc, người đại biểu tích cực ở đại hội. Tạp chí Đèn Chiếu đăng một đoạn ảnh chân dung những nhân vật nổi bật ở đại hội dưới bầu đề chung những lãnh tụ của phong trào cộng sản quốc tế.
dân thủ đô Moscow tổ chức liên hoan tưng bừng chào mừng thành công của đại hội lần thứ 5 Quốc tế Cộng sản. Một lần nữa, nồng nhiệt chào mừng đại biểu các đảng Cộng sản anh em. Chào em bé sinh sau tháng 10. Liên hoan ngoài trời trên đồi Lenin. Cùng với các đoàn đại biểu quốc tế, đồng chí Nguyễn Ái Quốc hòa mình trong cuộc liên hoan quần chúng dạt dào phấn khởi cách mạng. Đó là những giờ phút vui sướng của đồng chí Nguyễn Ái Quốc ở Moscow khi được tắm mình trong quần chúng này, sát cánh với nhân dân thủ đô Moscow quang vinh mà người đã hiểu một cách sâu xa tấm lòng quảng đại. Trong buổi liên hoan, có lẽ người đã vui thích nhất với trò chạy thi của các em nhỏ Xô Viết. Lớp em bé này đã trở thành thế hệ góp công đầu đánh thắng chủ nghĩa phát xít Hitler và xây dựng thành công tổ quốc xã hội chủ nghĩa mẫu mực. Đất nước của Thế vận hội năm 1980 vào năm 1924 chỉ có thi đấu bóng chuyền dưới nước trong buổi liên hoan quốc tế này. Nhưng giàu có không cùng là tình cảm hữu nghị, nhân dân Moscow trìu mến tung lên cao đại biểu quốc tế, tung lên cao Nguyễn Ái Quốc, hoan hô Nguyễn Ái Quốc, hoan hô Việt Nam. Sau đại hội lần thứ 5 của Quốc tế Cộng sản, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đề nghị với Quốc tế Cộng sản để người trở về phương Đông tạo nhanh điều kiện trực tiếp xây dựng phong trào trong nước Việt Nam. Đồng chí Manuinsky thay mặt ban chấp hành Quốc tế Cộng sản nói với người: Quốc tế Cộng sản rất tán thành quyết định của đồng chí đi Quảng Châu để hoạt động, vừa gần tổ quốc đồng chí, vừa là nơi đang có phong trào cách mạng sôi nổi. Lẽ dĩ nhiên, nhiệm vụ chủ yếu của đồng chí là sáng lập Đảng Cộng sản Đông Dương. Nhưng xét năng lực, hiểu biết và kinh nghiệm phong phú của đồng chí, ban chấp hành Quốc tế Cộng sản đề nghị đồng chí chỉ đạo thêm phong trào cách mạng một số nước khác nữa ở Đông Nam Á. Giấy chứng nhận của Quốc tế Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc được bổ nhiệm là thành viên của Bộ Phương Đông, phụ trách Cục Phương Nam. Trước giờ lên đường, đồng chí Nguyễn Ái Quốc tạm biệt những người đồng chí thân yêu đã từng làm việc bên nhau. Giờ đây, chia tay nhau đi bốn phương công tác, bức ảnh kỷ niệm tình thân nhiều đồng chí còn phải tự mình che mặt. Vì nguyên tắc bí mật phải cảnh giác với quân thù, nhiều đồng chí trong ảnh này có lẽ không bao giờ gặp lại nhau được nữa. Tạm biệt Moscow tháng 10 năm 1924. Sau hơn một năm gần gũi Lenin, thấm sâu vào lòng tinh thần sáng lạn và tư duy sinh động của người, con tàu tiến về phương Đông chờ tư tưởng của Lenin đến với một nhân dân thông minh dũng cảm đang khát khao đón nhận ánh sáng tháng 10 để phát huy hết tiềm lực chiến đấu vươn tới giải phóng. Bác Hồ đến với Lenin, nối liền Việt Nam với thế giới mới, nối liền thế giới mới với Việt Nam.